luôn, chợ mới. Vậy là chị ở bên Mỹ mới qua, Mỹ luôn. Cà bánh bao nữa nè. Rồi, rồi, mang về. Cà phê vẫn có hết, bánh canh, bánh ngọt. Mang về luôn. Tôi tốn tiền nón luôn. Một cái vỏ bao nhiêu quảng cáo lên? Dạ. Dạ. Nghe nói như là 5 phụng lắm. Rồi, cảm ơn thầy. Cô ghế miền Tây mà. Hãy cho anh lên hình đi. Là cũng ở Châu Phú luôn hả? Ăn ăn phú. Phú. Ăn đòn ở Hồng Phú. Bữa ông đi lấy máy bay à? Lấy máy bay luôn hả? Hay dữ ta. Có đi cho anh đi với. Đây toàn người quen không à? Châu Đốc mấy bà. Mày vô, mày vô. Sáng giờ bán được hay cô? Điểm của thầy tổ mình cha nào phải đi chứ. Dạ. À năm nào cũng đi hết. À là thuốc mình làm nhà luôn hay sao? Ồ oh, hay quá ta. Thuốc này ở đâu em gái? À, giống như mình mang cái niềm vui đến cho cộng đồng. Thôi, anh hỏi thằng em là ở An Hòa Tự luôn hả? Bước chân miền Tây mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày 24 tháng 11 âm lịch. Xe chở với quay là đã rồi mà. Trời ơi em đi bộ. Hàng năm thì vào ngày 24, 25 tháng 11 ở làng Hòa Hảo thuộc huyện Phú Tân, tỉnh An Giang sẽ diễn ra một đại lễ cực kỳ long trọng đối với tín đồ người Phật giáo Hòa Hảo cũng như là bà con gần xa sẽ về đây để dâng hương. Đó chính là ngày đản sanh Đức Quỳnh Giáo Chủ, Đức Thầy. Thì trong ngày long trọng hôm nay thì bước chân miền Tây cũng kính chúc tất cả mọi người có một ngày đi hành hương cũng như đi dự lễ an toàn, lành mạnh và thật nhiều sức khỏe. Đặc biệt thì chúng ta tuyệt đối không đeo những cái trang sức có giá trị trên người nha. Tại vì cái lượng lớn như thế này thì cũng rất là nguy hiểm. Biết bước chân miền Tây hả? Tới hả? Tới đâu phải không? Sáng giờ tới là mấy tiếng rồi? Đứng này mấy tiếng anh? Dạ, bước chân miền Tây. Sáng giờ mấy tiếng rồi? À, đúng không? Dạ, đúng. Đứng sáng giờ luôn hả? Dạ. Đây. Đứng xa xa là biết phải không? Dạ. Sáng giờ giao nước mấy tiếng đồng hồ rồi? Dạ, giờ chắc 3-4 tiếng. 3-4 tiếng hả? Giao 2 ngày 24-25 luôn ha. Năm nào cũng giao, cũng phát nước miễn phí hết hả anh trai? Anh ở chỗ khác, anh không phải là người phát. À, mình tham gia vào cái lễ để mình tiếp phát nước luôn. Rồi. Không, năm ý là năm nào mình đến đây mình dự rồi mình cũng tiếp luôn hay sao? À, năm nào cũng được. Rất là tuyệt vời. Quê anh ở đâu? Ốc Eo. Ở Ốc Eo. Rồi, chúc anh trai sức khỏe nha. Một trong những hình ảnh tuyệt đẹp ở làng Hòa Hảo cũng như là ở An Hòa Tự và đặc biệt là ở miền Tây. Tình người miền Tây là như vậy ở các lễ hội của tỉnh An Giang. Đặc biệt là có lễ hội về đạo giáo Hòa Hảo. Ngày nào rồi cảm ơn anh trai nhiều. Thì những cái ngày lễ như thế này bà con sẽ được thưởng thức những món ăn hoàn toàn miễn phí, không phải tốn một đồng xu. Chúc sức khỏe luôn, quá tuyệt vời. Đây là những hình ảnh đẹp. Bây giờ bước chân miền Tây sẽ ghi nhận lại. Bà con đang làm món bánh để đãi cho du khách cũng như là khách đi hành hương. Đây là món bánh tiêu. Sáng giờ hết nhiêu ký bộ bà cô? 100 ký rồi. Dạ, cô là ở đây hay là cô là khách đi? Ở bên Đồng Tháp qua tiếp luôn ha. Quá tuyệt vời, chúc cô sức khỏe.
ngon lắm luôn. Dạ từ từ để em vô. Còn đây là lượng khách đến nhận bánh. Chú cho vài cái. Bánh tiêu nóng hổi, vừa thổi vừa ăn nha quý vị, ngon lắm luôn. Xin ông vô chú xin giùm cho. Xin ra một đứa cái rồi. Xin bánh tiêu phải không? Dạ. Đi vô đây dắt cho chú vô xin cho. Lấy nguyên sợi luôn, chịu không? Nguyên sợi. Em giờ này tan trường hả? Hay chuẩn bị học rất chiều? Dạ, tan trường. À, tan trường rồi, ok. Mấy em vô xin bánh đi. Đây. Nước suối nè quý vị ơi. Cái này lội đi tắm cũng được nữa. Quá trời nước suối luôn. Để phát miễn phí cho bà con nha. Đó, một lượng nước suối ngày hôm nay sẽ cung cấp, không biết là đủ hay không nữa. Bên kia nó kèo, bên kia phát cái gì đây để mình qua bên đây. Rồi ở trong đây có cả chạy cơm. Trong đây hình như là để ăn miễn phí hả ta. Cây có nước mía nè. Nước mía này miễn phí anh trai, đúng không? Rồi ở trong đó là đãi cơm miễn phí. Bún riêu miễn phí luôn. Wow ơi, lịch sự quá, có bàn có ghế luôn. Quá tuyệt vời. Còn ngoài đây là đãi nước mía nè. Hiện tại Bến Tre miền Tây chưa có vào cái khu vực chính của An Hòa Tự, nó vẫn còn nằm ở tiếng đường ở bên ngoài, mà cái không khí của ngày đại lễ như thế này đây. Nước mía giao tặng nước đến tay người tiêu dùng. Đây cô này phát luôn, hello chị. Tiếp sáng giờ luôn hả chị? Sáng giờ em. À, chị đi ha, chị đi hay là ở đây? Chị ở Mỹ luôn. Ở Mỹ luôn, chợ mới. Vậy là chị ở bên Mỹ mới qua, Mỹ luôn. Khi nào về chị? Chị chiều về. À, chiều mai, về rồi. Mai lên tiếp nữa. Rồi, chúc chị sức khỏe nha. Rồi, cảm ơn em. Chị gái đến từ Mỹ. Ở trong kia là mấy bạn đang ăn cơm miễn phí á. Ở đây có bàn, có ghế. Đó, trong đây là đãi cơm miễn phí nè. Đó, quên, chị xin lỗi, bún riêu mà cứ lộn nói cơm hoài. Cái đây đãi bún riêu. Mấy em học sinh đi học ra cái đó ngồi kìa. Nhìn cái thùng mà chứa nước suối mà đặc biệt thiệt chứ. Sáng giờ xả vô đây khoảng bao nhiêu lốc rồi chị nhớ không? Không nhớ nổi luôn à? Nhớ không chú? Không nhớ. À, cứ hết là xả vào ha. Dạ. Rồi bên đây. Thôi vậy mình vô chỗ làm bánh tiêu. Ôi vô tới bếp luôn rồi. Vô tới bếp luôn rồi quý vị ơi. Bếp này là gì không? Dạ, cái này là bột. Bột hả? Biết đúng không? Bột này làm gì? Bột này làm bánh tiêu. À, đúng. Rồi, 10 điểm không? 10 điểm thưởng cho anh Caramel đúng không? 10 điểm thưởng cho cái bánh tiêu chưa chiên. Chưa chiên, dạ. Thưởng này đem ngay mượn chị kia là rồi, đem cho thưởng cho anh YouTube đây. Này đoàn của mình đến từ đâu đây Quỳnh? À, đồ khắp nơi. Ở khắp nơi và chứ không phải là nhà tại đây ha. Không, đây là nhà của đồng đạo. À, người tới đây chung tay nhau tiếp. À, đúng rồi. Sáng giờ chất lượng lớn thắng bột quá. Nhiều dữ lắm luôn, đi phát nổi rồi. Ngày mai mình có đại tiếp món ngày không Quỳnh? Mai món khác rồi. Mai món hoành thánh cũng chiên, hoành thánh chiên đúng không? À vậy là mai mình trở lại đây mình quay. Rồi chúc tất cả mọi người sức khỏe nha. Rồi cảm ơn luôn. Rồi bye bye tạm biệt. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hẳn về An Hòa Tự. Rằng 12 giờ trưa rồi nhưng mà cái sức nóng ở đây phải nói là cực kỳ hot luôn.
Rồi nhớ lên kênh Bước Chân Miền Tây coi nha. Bước Chân Miền Tây, nhớ okay. Ok nha. Nhớ like tiếp chú nha. Theo hàng năm thì Bước Chân Miền Tây đi từ hướng Phà Năng Gù về đến cổng An Hòa Tự. Như đặc biệt năm nay thì mình sẽ đổi hướng từ ở đây là hướng từ Tân Châu về Phú Tân, chợ mới qua. Rồi mình sẽ hướng về dòng xe đó và đi thẳng về An Hòa Tự. Đó giờ mình chưa cập nhật cái quan cảnh ở đây. Ở đây cũng mình thấy là cũng rất là vui. Nhiều bà con phát đồ ăn, nước uống miễn phí. Đặc biệt thì đường ở đây, đường xá ở đây rộng. Xin chào. Ở đây người ta bán giải cuồng 10.000 đồng một mét. Khách đi hành hương cũng ghé mua giải. Gần đến dòng xe rồi. Ở khu vực này hai bên đường mọi người cũng có nước suối. Wow, bên đó có lượng nước suối kinh khủng luôn. Chắc đóng. Đây mình tới dòng xây rồi. Hôm nay và ngày mai người ta sẽ không có cho xe lưu thông vào. Thì mình cũng sẽ nhắc lại nha, cô chú anh chị có muốn đến đây tham gia vào ngày đại lễ thì hôm nay và ngày mai là kết thúc. Ngày mai là chánh lễ ngày 25 tháng 11. Hàng năm thì ở Hòa Tự cũng như là làng Hòa Hảo, huyện Phú Tân, tỉnh Bình Giang có hai ngày lễ lớn, đó chính là lễ khai sáng ra đạo Phật giáo Hòa Hảo ngày 18 tháng 5 và ngày Nhãn Xanh Đức Quỳnh Giáo Chủ là ngày 25 tháng 11 hàng năm. Một lượng lớn khách quy tụ về An Hòa Tự cũng như tổ đình. Và cũng có nhiều điểm khác, ví dụ như ở dưới ông Ba Thế thì cũng nhiều. Nhưng mà đặc biệt ở An Hòa Tự là số lượng là đông nhất. Ngoài việc đi cúng viếng thì bà con cũng có thể mua và mang về một số quần áo, rồi sản phẩm, bánh, kẹo, các thứ. Giày dép, hai bên đường bán nhiều. Và giá hành cũng phải chăng nữa. Hay như là một cái gian hàng bánh in nè. Đồng quá. Phía trước chúng ta thấy là quá đông rồi. Quần áo đây có để giá hết 35.000, 40.000 đồng một cái. Ba nón 100.000 ba cái nón. Là Bước Chân Miền Tây đó hả? Dạ hello Bước Chân Miền Tây chào. Vô mẫu. Hai ông đi. Rồi. Nay đi hành hương hả anh trai, ở đâu đi? Đi bữa cơm nè, bây giờ đi về. Chuẩn bị về hè quê ở đâu? Xã Phú Thạnh nè. Dạ rồi, cảm ơn anh trai nha. Rồi, tối nay là lên clip nha. Rồi, coi rồi. Nha rồi. Chúc sức khỏe. Biết rồi, coi quay. Đông như Tết. Đi xe ôm luôn hả chú? Rồi xe ôm luôn. Chào. Ở đây bán sáp thơm mà. Thơm quá. Túi thơm, luôn thịt nồng luôn. Quay luôn, review luôn, bao luôn. Review luôn mà cũng được quay nữa hả? Dạ. Thơm quá thơm mà chịu không nổi quay một cái mới được. Mùi tổng hợp. Mùi ít men nữa. Thơm quá, đứng đây thơm. Rồi, có ai đi tổ định đứng thơm không chú ơi?
về mình treo rương, treo bổng, treo bọc bụng, treo bụng, treo xe hơi. Đây, trong đây phát cái gì đây? Thôi bán đồ mà mình tưởng đâu phát đồ ăn miễn phí, thấy đồng đồng. À, bán đồ đồng giá 2.000 đồng một món à. Đồ rẻ chỉ có 2.000 đồng thôi. Muỗng, dĩa, đũa, rồi lược, nói chung là gỗ nhỏ nhỏ, một cái 2.000 đồng. Đầy đủ các món luôn. Rồi ngồi trên kia quan sát luôn kìa, thấy không? Đó. Ngồi trên cao. Trả hàng 130.000, 150.000. Ôi, chỉ còn một chút xíu thì chúng ta sẽ đến phía trước An Hòa Tự. Đông quá, khách đi lỡ mua đồ cũng nhiều, giày dép. Giày dép quá nhiều luôn, này là của mấy cô nữ rồi. Đi lên nhà là thằng đứa tao đó, đứa tao đó, đứa tao đó. Đi đưa nó lấy xe chạy lại cho tao. Giờ này giờ mấy cái chạy cơm bên trong chắc tốt có mồ hôi quá. Tại giờ này là ngay cái giờ cơm trưa. Tay giải ở đây là người ta làm món bánh ngô. Ờ, vô miễn phí rồi, vô bánh miễn phí rồi. Miễn phí một cái rộ lên cho. Dễ liệu luôn, dễ liệu luôn. Rồi. Thôi thôi được rồi, cho em cái nhỏ nhỏ thôi, cho xíu thôi. Đây ok. Rồi cảm ơn Quỳnh. Bánh ngũ cốc. Rất là thơm. Đây có cho dùng thử không quý vị? Một gói 20, ba gói 50.000 coi trước nha. Có giá luôn. Chai được luôn. Rồi một gói 20, ba gói 50. Đang bạn này dùng được chú, ăn thử đi chú. Hello. Dễ dù hả? Hello cái hết hồn nha. Giày dép, khu vực này thì bán nhiều giày dép lắm. Mỗi chân quá ngồi luôn rồi. Mình
đây bán sản phẩm từ tre, đũa tre, giá cơm. Thôi cổng An Hòa Tự phía trước cô chú anh chị ơi, thôi mình quay cảnh bà con buôn bán tấp nập, vui như Tết, dép mũ. Quá đắt rồi mấy tiệm dép, chắc 35.000 một đôi quá. Ôi gì bên đây bán đặc sản me Thái hay gì? Ba đôi 100 gì? À không có, con nói 35.000 á. Ba đôi 100 á gì? Cái này là me Thái. Ồ đặc sản nha, An Giang nha. Này là có giá nhân ký hay gì? Me Thái này 100.000 ký. Cái này là me giả, me dốt. Me dốt bột. Mây 80. Trẻ mây 80.000 ký. Me dốt bột. Bữa nay người ta đi đông quá. Hôm qua chắc ít người ha gì. Ồ đặc sản nữa nè, ba khía. Hình như gì có bán ở bên bà Cả Nai nữa đúng không? Đúng rồi. Con thấy quen 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 gì, nhớ con không? Nhớ hả? Chứ con thấy gì con quen quen, con nhớ rồi, ở bên mộ bà Cả Nai. Dạ. Cái này là mình thuê là hả gì? Dạ. Cô cá sủ mực đặc sản. Thôi con chúc gì bán đắt hàng nha. Đi qua Gò Tháp không thấy con. Năm nay con đi Sài Gòn con về không kịp. Nếu con đi qua Sa Đéc á, con quay không có quay Gò Tháp năm nay. Dạ. Bữa nay con về đây con quay lễ. Quay Lạc Ba đúng không? Dạ. Thôi con chào gì. Nay mình mấy cái người mà ân sinh thì mình xin phép mình kể cái câu chuyện này rất là vui. Mình thấy có một clip trên TikTok chia sẻ có một người hét thật là to lên là công an tới là tự nhiên bật ngồi dậy chạy te xem cũng rất là vui. Rồi. Đây ngon quá, đồ chua xài cà na ngon quá. Đây. Dạ vô đi mời chị, có muối ớt nè. Nhìn cái tô muối ớt là thấy thèm mình. Sáng giờ vẫn được cô. À, ủa là năm nay người ta thấy, con thấy người ta đi đông mà không bằng hàng năm hả con? Dạ chắc ta đi không tết mua ha. Dạ 4 cái 10.000 ống quẹt IC, 4 cái 10.000 ống quẹt lục, 4 cái 10.000 ống quẹt Sài Gòn, 5 cái 10.000 mua xài cô bác ơi. Kêu con hả cháu? 4 cái 10.000 Mang ơi. Vậy là đỡ tốn tiền thuê dù hả cháu? Tôi tốn tiền nón luôn. Một cái vỏ bao nhiêu quảng cáo lên? Cái 20, 30, 40 20.000 một cái vỏ, mày vô. Cô chú anh chị đi chùa thì ghé ủng hộ một cái vỏ cho chú nha. Chú ở đâu bán? Ở chợ mới. Dạ. Ở gần Mỹ không? Dạ. Ở gần bên Mỹ không? Dạ gần Mỹ. Vậy gần bên Mỹ ha, Mỹ luôn. Rồi chào chú bán đất hàng nha. Dạ. Dạ con kênh Bức Trăng Miền Tây. Hai xin chào. À, bên đây là phát nước miễn phí nè. 5 cái 10.000 Để nào cũng vậy, cái điểm này là điểm phát nước miễn phí. Còn bữa nay có món gì đây? Bữa nay có cà phê. Chào mấy cô. Bữa nay có nước cam. Bữa nay cha đường á. Dạ. Ta chào mấy cô, cái bà không chào luôn ta. Cái này là cà phê. Cà phê Trung Nguyên hả con? Có 4 ly cà phê chị. Cho 4 ly cà phê luôn. Không tốn 1 đồng. Có cà phê sữa không con? Vậy là phải cần để con kêu, để con kêu gọi khán giả tài trợ sữa ông Thọ nha, là mình sẽ có thêm món cà phê sữa. Dạ. Có cà phê sữa
Vậy là có người giống con hỏi cà phê sữa. Dạ quá ngon rồi, con hỏi cho vui thôi. Này rồi món cà phê là đắt lắm á. Dạ. Bữa nay nhiêu ký vậy vậy? Hồi sáng giờ mấy chục ký cà phê đó con. Sáng giờ mấy chục ký à? Tài trợ mạnh là con quay cho mày nè. Quay không em trai? Đó giờ nó đây. Cà phê với mạnh nữa đó con. Mạnh thường quân đúng không? Dạ, nhìn thấy là thấy mạnh rồi. Vừa gia công mà vừa gia của nó. Dạ, quá tuyệt vời luôn. Quá tuyệt vời luôn. Ở phía sau đó đãi cái gì à? Chú thì bây giờ gặp nữa hả? Quay đi, cậu hoài, gặp hoài luôn nha. Đây. Bữa nay nó đi mấy ngày rồi? Đi nó 3 ngày rồi. Để nào cũng gặp hết trơn. Duyên dáng lắm. Quay đi, quay thoải mái đi mấy cô này nè. Quay đi, đứng đây hát tặng bài luôn đi. Rồi, hát tặng bài gì vậy? Hát luôn đi. Lỡ nào không gặp chứ. Mình đây là kiểu gì con? Ở cái tỉnh gì đó? À, tỉnh An Giang, tỉnh An Giang. An Giang à? Dạ. Có là huyện gì hả? Huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Thôi bữa nay ngày lễ ngày 24 nha. Dạ. Lễ thầy là ngày sinh. Dạ. Mấy con này gánh vác trung giai là ở huyện Phú Tân mình. Dạ. Để cho cà phê, cho nước hồi kia chứ mà bánh canh hồi kia trong cái đơn vị này nha. Dạ. Rồi để phục vụ cho bà con để hết cái lễ luôn. Dạ. Đây tới ngày mai. Nó là cho tròn buổi lễ cho bà con ăn uống thoải mái luôn. Rồi. Nghe bà con gần xa ai có đi lễ cứ hẹn hàng năm. Hàng năm hàng tháng như vậy đó được cái việc đi thoải mái. Dạ. Mình chỉ tốn tiền đò tiền xe thôi chứ không có tiếng đùi đồ ăn nha. Dạ. Bạn có gì có là bánh bao nữa nè. Rồi mang về. Cà phê gì có hết, bánh canh, bánh ngọt về luôn. Cá bạn có. Đây những gương mặt thân thương nè. Nó những tấm lòng hảo tâm đây nè, nó phục vụ cho bà con tận tình luôn, nói thấy không? Bốn lần tiên xinh đẹp hết trơn, quay coi. Bốn lần tiên rồi. Rồi tạm biệt bà con, gần xa đây nhìn bốn bà. Có duyên lắm, duyên lắm. Cái miệng duyên hơn bức tranh miền Tây nữa. Dạ. Ở bữa nay có mua lăng hả em gái? Mua rồi chưa? Mua rồi hả? Tại vì ảnh đi lễ nào cũng gặp bức tranh miền Tây nên hình ra quen. Nói chuyện duyên lắm. Dễ thương. Nên ghẹo ghẹo ảnh chút xíu. Ở trong đây là đang đãi món bánh canh. Khu vực này là cà phê. Đồ cà phê nè. Dạ. Thơm quá. Đứng đây là con tỉnh ngủ luôn á. Dạ. Khỏe hả cô? Dạ. Dạ. Mấy canh vô ngồi mấy chị ăn. Ngon quá. Thấy ngồi đông đông là biết ngon rồi. Này. Ngon không quý vị? Ngon không quý vị? Đây là món bánh canh đúng không? À, ngon mà mấy tô rồi? Hai tô là quá êm rồi đó. Thôi chúc quý vị ngon miệng nha. Bước chân miền Tây. Bước chân miền Tây. Bước chân miền Tây. Rồi chúc ngon miệng nha quý vị. Dạ kênh Bước chân miền Tây. Rồi hello. Dạ. Dạ bước chân miền Tây, bước chân miền Tây. Ngon miệng nghe mấy vị. Ngoại. Món bánh canh. Dạ tối nay lên nha. Rồi bên đây là thưởng thức món gì đây? Xin chào cả nhà. À. Đâu hello chú nè con. Đi bé đi sáng giờ chắc hơi mệt rồi. Ôi hàng ơi sao có một người ăn vậy? Ăn rồi, ăn rồi hết hả? Ăn rồi là mấy tô chị? Ăn tô được rồi. Ngon không? Ngon chứ. Ngon là phải ăn 3 tô. Nơi bây giờ muốn ăn mấy chỗ. Muốn ăn mà sức người của hạn đúng không? À, cũng mơ đồ của mình là ở đâu đi chị? Ở Long Xuyên. Dạ dạ. Rồi chúc gia đình ngon miệng. Dạ. Sao ở ngoài nó chuyện khác hơn trong YouTube. Dạ, sao chào chú? Ở ngoài sao em nói chuyện khác hơn trong YouTube? Ở ngoài nói chuyện khác là ở ngoài nói dở hơn trong YouTube hay là ở trong sao? YouTube nói chuyện hay lắm. À, tại vì cái miếng mình cái tiếng mình nó thu vô đây nè. Thu vô đây. Dạ. Chứ là quay mấy cảnh tắm biển rồi nhiều nhất. Dạ. Bạn đó hả? Rồi. Thôi bỏ đi, bỏ đi, bữa nay đi lễ rồi. Vậy hả? Lâu quá không đi. Chúc sức khỏe nha. Bị chứ à.
Đây. Rồi giới thiệu với tôi gì luôn. Cái này là bánh canh Vĩnh Dung rất là ngon mà không biết chủ nhân của cái chạy này là chú nào. Bánh canh Vĩnh Trung là nổi tiếng của An Giang mình đó cô. Đó mà ở bên Phú Quốc chú ơi. À dạ cái đoàn ở Phú Quốc ha. À đoàn cái chủ của cái dạ. Nãy này là ở bên Phú Quốc. Dạ. Rồi nghe nói như là Lâm Phụng Lâm. Rồi cảm ơn chú. Dạ rồi chúc cô ngon miệng. Dạ bye bye. Ồ, hôm nay ở ngoài đây rộng quá. Bánh canh Phú Quốc hả? Dạ. Dạ, ngày mai nữa hết. Quá êm. Đây. Hậu cần của món bánh canh. Dạ. Cái sân ở sau đây rộng quá. Mấy cô gọt cải đỏ để làm món bánh canh nè. Đó. Bên kia là củ sắn. Nguyên cái khu vực này là món gì thấy vui quá. À, bánh bao. Xin chào. Đó, hình như gặp chị Lễ trước không ta? Cũng ở đây là món bánh bao phải không chị? Lễ 18 tháng 5. Lễ này là lễ 25. Dạ không, đợt trước gặp chị là 18 tháng 5. À, hình như là chị ở An Phú đúng không? À, hình như chị ở An Phú đúng không? À, đúng rồi. Rồi nhớ rồi. Không em mới về quay bữa nay à. Em gặp chị đợt 18 tháng 5. Dạ à, nhớ bức tranh miền Tây luôn, quá mừng. Đây là làm món bức tranh miền Tây em mở quay ở bài. À quay bài bài đúng rồi. Nên là chung một đòn hết luôn hả em gái? Cô gái miền Tây mà. Là cũng ở Châu Phú luôn hả? Ăn Phú. Ăn đòn ở An Phú. Hôm trước thì là cái dãy ghế nằm bên kia, bữa nay là ra ngoài đây rộng quá, rộng rãi hơn nhiều. À, đúng rồi, ở đây mát hơn. Đây là mình đãi 2 ngày luôn hả em gái? Ngày mai mà vậy là bắt đầu đãi từ ngày 23. Quá tuyệt vời. Rồi cảm ơn cô gái đến từ An Phú. Hình ảnh đẹp của người miền Tây mình nha quý vị. Đây. Bên đây một chị nữa. Làm nhân. Cái bánh nó bị gì à, chú? Bánh này bị sao thấy dở dở lên nè. Cái này cái lưỡi bò chứ mà bắt bánh được. Ủa, phải lưỡi bò không? Vui vẻ. Còn cái lưỡi bò là còn bắt được nguyên một hồi cái bò em thích luôn bây giờ. Quá vui vậy. Mỗi người một câu. Ủa sao tôi thấy mấy ở đây thấy quen quen ta, hình như gặp ở bên lễ ông Đậu Lập phải không ta? Qua nay luôn. Nước mặt nó là bộ người dưới hoài từ đứng đây. Ồ. Chị Hiền nè. Chị Hiền mà chị còn vậy đó em thấy chưa? Quay đâu bằng mấy chỗ rồi đây. À, ở ngoài kia quay bằng không bằng ở đây ha. Đúng rồi. Ở đây mới im ha. Ở đây mới có đây mới có trọng rồi được. À có thì mới có trọng. Là không có đây đó. Dạ dạ. Để con ra con quay coi. Quay mấy bạn người đó đi. Ủa sao nhìn giống chú tài xế quá vậy? Đó. Chú tài xế hả? Tài xế này lái xe gì đây? Lái tàu tống. Rồi mà hốt đưa cái anh hốt vô coi. À. Anh hốt về hết, anh hốt về. Kệ anh hốt kệ, không quay tôi chi. Quay cái tài xế. Chạy hốt gì đâu. Cái này là cái máy gì ta? Ép. Ép. Ép nhân. Nhìn giống tài xế quá. Nè, đầu tài xế lái nè. Nè, bắt đầu tài xế chuẩn bị lái nè nha. Rồi vô tài xế. Vô tài xế ơi.
Có bằng lái chưa? Rồi bà lái này lái bữa ông đi lấy bay rồi. Lấy máy bay luôn hả? Hay dữ ta. Có đi cho em đi với. Lấy bay con nào. Yeah, yeah. 90 tuổi luôn hả? Không 40 tuổi đâu. 40 hả? Ừ 40 tuổi à. Chết gì. 18 này. 9 này. À ra nước luôn. Ông nói chuyện gì kìa, tao phỏng vấn à. Quá vui. Vui vẻ luôn. Vui vẻ để ra tiền hả chú? Dạ, thôi chào mấy chú nha. Rồi. Có nào cũng có đi máy bay cho em đi với. Kim Phóng Xanh. Đây, mình đã đến phía trước cổng An Hòa Tự rồi. Đây bán bánh nhiều quá. Bánh cơm, bánh chuối. Đây là tổ thuốc nam miễn phí, phát thuốc miễn phí. Thuốc ba bài viên, thuốc bao tử. Rồi, xin chào. Bác cái gì đây em gái? Dạ xăm. Ủa sao anh thấy giống rau má quá. Xăm một é hả? À, xăm cái lá xăm màu xanh của mình đó ha. Xăm mà thứ mà mình dò ra mình bán ngoài chợ. Ra cái màu xanh nãy giờ mình tưởng là rau má không. Có ai chú vịt hay chú gà gì trên đầu đó. Đứng đây cho quay phim hả? Em gái bắt nước hả hay là đi em gái? Đây đồ. Nguyên một cái thau xanh lớn. Cái thau xanh lớn. Quanh chất lợi luôn ha. À, nhìn là mát liền. Trời nắng ngủ cái này là tuyệt vời. Là mình nhớ đến cái cảnh giống như ở miếu bà chữ xứ vậy. Không biết có mấy chị ở trên miếu bà không, nếu mà có mấy chị bán đồ miếu bà là sẽ biết bước chân mình đây. Bên đây bà con người ta bán xoài lắc rồi chả đòn, muối tiêu chanh. Có bánh bò thốt nốt luôn nè. Đậu phộng một é. Bánh bò thốt nốt đặc sản An Giang. Quen không? Quen không? Quen dữ lắm luôn phải không? Quen từ Châu Đốc xuống tới Phú Tân đúng không? Cỡ này trên miếu bà đông không cô? Vắng hả? Dạ. Dạ tới lên quay. Tết gặp lại. Dạ. Thằng nhỏ bán bánh tét á. Dạ, thằng quen nhỏ bánh tét. Bán bánh tét á. Đây đặc sản nha, miếu bà nha. Màu xanh lá cây này là của lá dứa hả con? Lá dứa, lá cẩm. Lá dứa, lá cẩm. Cái này trái nước chín. Nhìn ngon quá. Quay cái mâm bánh coi, giới thiệu cho khách biết coi. À, đặc sản đến từ miếu bà chú xứ nha. Có ai ăn cửa hàng ăn luôn. À, bán qua online luôn hả? Ủa rồi bánh bò mình đóng hộp được hả? có đi đường máy bay không? Tại vì khán giả ở nước ngoài ta mua đó. Để vừa với cô ở trên miếu bà hôm nay giờ xuống ăn và tự bán bánh. Rồi chúc cô bánh đất hàng nha. Rồi hẹn tới Tết trở lại quay. Dạ. Bán nguyên một chọc luôn.
cỡ này thì cuối năm miếu bà vắng khách nên cô bác mọi người thấy quen quen ta, thấy quen quen ta, quen lắm luôn, quen lắm luôn hả, quen quen giết chai mặt luôn hả, có lạ đâu hả, sáng giờ bán em không người đẹp, bán chậm, bán lễ này ít khách hơn là tháng năm, lễ 18 tháng năm không có bằng, không bằng 18 tháng năm. Bụt mới bán bữa nay hả? Hôm qua có bán không chị? Mới bán bữa nay à? Đây khô cá chốt. Cá chốt đây để em quảng cáo cho, hôm em bữa em có quay cá chốt mà khán giả người ta xin số điện thoại á. Đó, đây nè chị có bán khô cá chốt nè, cái này là giá sao chị? Ký 180. Chị đọc số điện thoại đi, em giúp chị bán cái này là cho khách ở trên mạng luôn á. Đọc đi. 0348 99 5196 đó, có duyên gặp chị là mình giúp chị luôn. Tại hôm trước em quay lễ hội bên kia có khán giả tao muốn mua cá chốt á. Rồi, chúc chị bán đắt hàng nha. Gặp lại nhau ở miếu bà chú xứ. Đó, đặc sản cá chốt một nắng rất là ngon. Đặc sản đó là đến từ Châu Đốc, An Giang. Ở đây người ta mua chim phóng xanh, không biết là có bị bắt lại hay không. Thả chim cầu mong sức khỏe bình an. Một con chắc có lẽ là một con theo mình nghĩ chắc dao động khoảng 10.000 đồng một con, 5.000. Thì theo quan niệm thì thả đi có nghĩa là mình cũng giúp chim được tự do, nhưng mình thả đi cái xui xẻo, thả đi những điều không may, mà không biết mấy chú chim có bị bắt lại hay không thì không biết. Hốt nốt nữa nè, quen nó phải không? Đi từ đầu dãy ở dưới kia lên tới đây toàn người quen không à, Châu Đốc mấy bà. Mẹ vô, sáng giờ bán được nha cô. Dạ. Năm nay bán không được, chậm ha, mấy chị đằng kia cũng nói nữa. Lễ năm nay người ta đi lễ nhiều. Dạ. Rồi, chúc cô bán đắt hàng. Trong đây đẩy nước nè. Ở đây mình thấy đẩy nước chị có màu xanh đẹp quá. Cái này là món gì? Bạc hà sữa. Uống ly đi tương nè. Ôi nhìn đẹp quá luôn. Bạc hà sữa tương ơi. Màu sắc tươi thắm. Ai làm đây đẹp quá vậy? Đây. Nhìn là thấy thèm rồi. Uống mát lắm nha quý vị. Bạc hà sữa. Hôm nay là trong đó là đãi món gì cô? Hoành thánh nè, hoành thánh chiên. Dạ. Thôi chút xíu để em trở ra, không có tay cầm. Chút xíu ngừng quay mới uống được. Ôi chị bên đây phát cái gì mà mau hết quá. Bên kia màu xanh lá cây, bên đây là màu sữa đậu nạc. Cái này là nước mía. Đi vô trong. Đúng cái chỗ ta đông người, có người mua không mua cho nó. Đây. Những gương mặt thân quen là món hoành thánh. Hoành thánh chiên phải không mấy gì? Hoành thánh chiên. Món này là đãi chắc tối nay nữa là 2 ngày hả gì? Đãi hôm nay 20 tháng 2 không? 3-4 ngày luôn. Hai mươi là đãi hai con. Ồ sớm quá ta.
20 là có khách rồi. Là ngủ ở đây luôn hả chị? Là bắt đầu từ bữa 20 hả chị? Dạ. Dạ. Là 20 là có người cúng là mình bắt đầu nãy rồi. Dạ. Đây là hình sản phẩm ấy. Khách đợi nãy giờ luôn á. Chị em nói dạ không ừ nha. Dạ nó nói mình quan. Hết rồi. 1 phút 30 giây là hết sạch rồi. Ừ. Hết rồi. Quá nhanh. Làm lâu nhưng mà phát quá nhanh. Cha mà cô ơi. Chạy cơm số 4. Chạy cơm luôn thu hút đông đúc. Tại vì đối diện với An Hòa Tự cũng là trường trung cấp Phật giáo Hòa Hảo. Quá đông, giờ này đi hơi trưa nhưng mà quá đông. Đông luôn rồi. Hello. Hello. Hơi biết bước chân mình tay luôn. Dạ. Chào mấy cô. Quay người cười à? Ngon quá. Quá ngon rồi con ơi. Không có nhân dịp nào mà dùng bữa cơm ngon làm bữa cơm này nha. Dạ, chú ở từ Kiên Giang ở dưới á. Dạ, năm nào cũng đi hay chú? À, năm nào cũng đi, vì ngày này ngày kỷ niệm của thầy tổ mình. Dạ, nhà nào phải đi chứ. Dạ. Thôi, chúc dạ, cháu sức khỏe nha. Chúc chú sức khỏe. Bữa nay quá nhiều người quay hả? Này kênh gì chú? Dạ, kênh Bước Chân Miền Tây. Dạ. Mình đói quá. Chút xíu hai anh em mình ăn hai dĩa luôn anh Di ơi. Vừa miệng không chị? Ngon ha. Được một dĩa rồi. Ngon miệng không em gái? Em gái đến từ đâu? Em ở Đồng Tháp. Mới bữa nay mới đi luôn hả? À, năm nào cũng đi hết. Không. Cái lễ 25 là em đi được mấy ngày rồi? Mới liền bữa nay thôi. Năm nay thấy vui hơn năm ngoái không? Rồi rồi dùng đi chú, em gái ngon miệng. Mấy nay có đi festival đâu em gái? Không có đi festival hoa đầu tháo hả? Nguyên một dĩ này là đồ ăn tự chọn hoàn toàn miễn phí. Xin chào. Xin chào, xin chào. Nè con gái ơi, con ăn gì chưa? Con ăn gì chưa nói chú nghe coi. Ăn cơm chưa? Chưa hả? Con ở đâu đi? Con ở đâu đi? Ăn bánh rồi, mất ăn bánh chán rồi. Rồi, hỏi hai bạn này dễ trả lời hơn, đúng không? Xin chào, mình đến từ đâu đây? Dạ, mình đến từ
hốt nốt. Cần Thơ hốt nốt. Năm nào cũng đi hả em gái? Năm nay lần đầu tiên luôn. Từ trước trước em trên phố không? À, vậy là hôm nay là lần đầu tiên mình có cảm nhận gì về ngày lễ? Thấy vui không? À, đồ ăn ngon ha. Mấy dĩa rồi? Ngon là phải ăn ba dĩa nha. Thêm dĩa nữa hai. Cố lên ba dĩa. Sức người của hạng. À, chúc em gái có một chuyến đi lễ vui vẻ nha. Ăn ngon miệng. Những món tương. Trời ơi, quay em quay phim luôn hả anh? Đây là phát thuốc nam. Này là thuốc nam hả chú? Thuốc nam. Đây là mình đi lễ rồi mình tiếp luôn hả em gái? Dạ, này của nhà luôn. À, là của nhà luôn hả? À, là thuốc mình làm nhà luôn hay sao? Ồ, oh, hay quá ta. Thuốc này ở đâu em gái? Dạ, ở Lộ Tẻ Chi Tôn. Lộ Tẻ Chi Tôn. Vậy là gần Bình Hòa rồi. Dạ, đúng rồi, gần Bình Hòa. Vậy là hôm nay là đến đây là phát thuốc miễn phí. Đây, thuốc đây. Ai có đau có bệnh nhức bỏ gì á đều có hết. Mắt gan di động bổ thận. Bổ thận. Nhắm mắt nhắm mũi. Cái này là lễ nào mình cũng bao phát hết hả em gái? Dạ có, năm hai lễ đều có cho hết. 18 với 18 với hàm là. Lễ ông Ba Thế có phát không? Dạ không, có chỉ phát hai lễ này thôi. À, chỉ đặc biệt hai lễ lớn ở bên đây thôi. Rồi, quá tuyệt vời luôn. Rồi, chúc cho gia đình sức khỏe nha, may mắn, thành công trong công việc, để làm việc từ thiện, giúp đời, giúp người. Rồi, cảm ơn em gái rất là nhiều, chúc em gái sức khỏe. Tụi tôi làm con bó thì không biết mình rồi, chúng tôi xin được hết, cái người lạ. Giảng cho. Tôi là lương đi, nhà của ta là ở Vĩnh Anh. Đây là đãi món gì đây? Không biết phải cơm không? Ở đây mình đãi món gì đây cô? À bún hả? Bún riêu con. Ôi bún riêu. Quá yên. Bún riêu chai. Hello gia đình. Này là mình đãi được mấy ngày rồi chị? Đãi hôm nay với ngày mai. Dạ. Chị này đã ngày duy nhất hả? Ờ, mấy chị này là chung đoàn luôn hả? Hay là khách đi tiếp? Chung đoàn. Dạ. Chung đoàn, đoàn là ở đâu hả chị? Ở Đồng Tháp. Là năm nào cũng qua đây đại hết nha. Bình Thủy, Bình Thủy. À, Bình Thủy, Bình Thủy. À, Bình Thủy, Châu Phú. Kênh của mình, kênh gì? Kênh Bước Chân Miền Tây. Bước Chân Miền Tây. Bước Chân Miền Tây. Bước Chân Miền Tây, ở bên kênh này rồi. Biết có rồi xem, ha. Ừ, có xem kênh này. Yeah. Rồi chúc đoàn của mình sức khỏe nha. Rồi. Món bún cái gì? Quay qua cái nồi bún nước lèo. Bún nước lèo. Dạ. Khoan từ từ qua. Quá tuyệt vời luôn, những hình ảnh đẹp trong ngày đại lễ. Đây quay nguyên cái nồi bún nước lèo. Sáng giờ bao nhiêu tô nhớ không cô? Nhớ nổi không? Nhớ nổi có thưởng. Bốn nồi là khoảng được không? Bữa đó quay mình trong Kiên Giang nè. Kiên Giang lễ ông Nguyễn đúng không? À dạ có. Bốn nồi là khoảng bao nhiêu tô con? Nhớ mặt hay quá ha. Không nhớ nổi luôn giặt chú mình. Bốn nồi nhưng mà đãi hai bữa chắc cũng khoảng 500 kg bún rồi.
hai ngày nay là khoảng trên 500 kg bún. Trên tính cả ngàn tô quá. Rồi chúc đoàn mình sức khỏe nha. Rồi con xin một dĩa cơm. Dạ, tự nhiên tự chọn ha. Anh Duy ơi, không có tay rồi cầm tiếp anh Duy ơi. Cầm giùm em đi. Rồi. Hấp dẫn quá luôn. Quay sáng giờ ha. Đói rồi vậy nè, bổ sung năng lượng chứ gì. Ngồi đi lát ngồi chung. Rồi anh có dạ. Ăn cái gì? À, cho em hả? Cho em hủ qua xào đi. Có hủ qua này là hủ qua xào đúng không? Rồi cho em hủ qua xào. Cái đó không phải hủ qua xào, hủ vịt. Hủ vịt hả? Dạ ơi, cái đó cũng được. Rồi. Đừng nhận nè anh không? Dạ. Rồi thêm gì nữa? Dạ. Mít đi, miếng mít đi. Mít không? Miếng dưa leo đi, dưa leo đi, dưa leo muối kìa. Dưa leo. Dạ, đó. Rồi. Rồi miếng ba gọi luôn đi. Rồi. Rồi. Cán miếng đi. Ít ít thôi. Rồi miếng thịt kho tàu hũ. Tàu tương mình nói thịt thịt hoài. Rồi. Được chưa? Rồi xong rồi đó, hai anh em mình đi thưởng thức rồi đi tiếp. Kẹ hũ qua kìa, hũ qua kìa. Cho miếng hũ qua. Hũ qua đây, hũ qua xào đi. Hũ qua đây. Vụ về có hai chỉ nữa. Đang phát nước. Nước của chùa An Hòa Tự. Nguyên chiếc xe tải luôn. Quá tuyệt vời luôn mấy cô ơi. Nãy nghe chú này nói phát gì hai chỉ nè chú. Đây. Phát gì hai chỉ nè nghe thấy ham vậy. Của bác ơi. Uống nước vào xong tặng người hai chỉ của bác ơi. Trời ơi uống nước mà được tặng hai chỉ vàng nữa quá êm. Quá êm luôn. Dạ đừng la lớn lớn nha. Ủng hộ hết cái xe này là cho hai chỉ vàng. Hết chiếc xe là cho hai chỉ vàng hả? Ừ, cho hai chỉ vàng mà chỉ vô nhà tôi á. Chỉ hai chỉ là chỉ vô nhà chú hai đúng không? Chỉ nhà chú hai. Hai chỉ là chỉ nhà chú hai đúng không? Ừ, đúng rồi. Quá biết quá biết đó gành luôn. Uống mà đậm vàng luôn ngon lành luôn. Mấy cô chú quá dễ thương. Bây giờ mình đi dạo một vòng bên trong An Hòa Tự. Giờ này cũng hơi trưa nên bà con người ta cũng sẽ nghỉ mát ở trong kia. Chạy cơm An Hòa Tự. Đây chúng ta tới nhà cơm của An Hòa Tự rồi. Mọi người khi đến khu vực đông đúc và đặc biệt khu vực này cũng nên cẩn thận nha. Cũng đã có một số chuyện xảy ra ở đây như là giật đồ quá. Kênh Bến Quê miền Tây. Anh mới bước chân miền Tây nè. Chào gia đình. Đến từ đâu? Long Khánh Hồng Ngự. À cũng xa quá ha. Đi mấy ngày? Sáng đi chiều về. Ăn cơm hết chưa gia đình? Cơm này ngon lắm đó. Gia đình mình chưa ăn cơm hả? Đang ngồi ha. Ngồi. Đang ngồi. Đang ngồi nghỉ trưa ha. Rồi ba gia đình chúc gia đình đi vui vẻ nha. Quay đây đúng không? Rồi quay cho anh trai luôn nè. Đây. Anh trai đâu đi? Đó là khách. Đi mình hả? Đi mình nè. À. Ăn được mấy dĩa cơm rồi. Hả? Hai dĩa hả? Ngon không? Ngon không?
ngon nghe. Rồi chúc đi vui vẻ nha. Rồi chào. Đây là khu vực nghỉ trưa, có lẽ là vì nhà xa cũng như là bà con cũng khá mệt sau cũng 2-3 ngày tiếp đãi cho du khách đến hành hương. Bà con đã trải ra một cái tấm bạc để nghỉ ngơi ở đây ngã lưng. Hình ảnh cũng rất là đẹp. Bây giờ thì bước chân miền Tây sẽ di chuyển ra phía sau để cho cô chú anh chị ngắm mấy cái cọ hoa phục vụ vào ngày 25 tháng 11. Đây là cọ hoa trung ương, có chân dung của Đức Thầy. Ban trị sự trung ương phía trước trang trí hoa đẹp quá. Còn đây là cọ hoa của An Hòa Tự, biểu tượng ngôi chùa An Hòa Tự. Rất là kỳ công và rất đẹp. Dạ. Này là chùa An Hòa Tự chú. Đây có cổng đây, An Hòa Tự Đông Môn, Tây Môn. Như thật đó cô, vô xem đi. Đó, bên trong phía sau là chùa An Hòa Tự á. Mình nhận thấy là đoàn cổ hoa đã sẵn sàng ở đây rồi. Như là mấy cái cọ hoa này là giống với đại lễ 18 tháng 5 vừa rồi nè. Cái này cũng gần nửa năm rồi. Đẹp quá. Ê, xin chào mấy em trai tuyệt vời. Dạ dạ, dạ mời. Được anh mới uống, anh mới uống. Mời khách đi. Mấy em đây đãi món gì? Đãi cà phê. Đãi cà phê, cho cà đường. Trời ơi, có chữ tiếp đãi luôn á. Ở đâu, ở đâu đây em? Đây. Ở Phú Tăng luôn nè. Con ở đằng kia ha. Suối đằng kia là gặp. Rồi con ở đằng kia đi, chút lại quay con. Con lanh quá à. Lắng xăng luôn bên đây luôn mới chịu. Đây chung hết luôn hả mấy em? Cái đây là đại món cà phê trà đường. Quá tuyệt vời luôn. Mấy em còn đi học không? Dạ con. À, lớp mấy hết rồi? Dạ 11. 11, vậy là 17 tuổi. Trường gần ở đây không em gái? Dạ em vô học Chu Văn Nghe. Chu Văn Nghe. Mấy em bên đây cũng vậy luôn ha, chung lớp với bạn không? Con đi làm rồi. Đi làm rồi hả? Dạ. À. Quá tuyệt vời luôn. Rồi chúc em sức khỏe nha. Rồi chúc đại gia đình mình sức khỏe luôn. Dạ dạ. Bye. Quay lên phim đầy đủ luôn nè. Dạ. Có gì vậy chú? Chú kênh bước chân miền Tây. Bước chân miền Tây. Rồi nhớ rồi. Đây bước chân miền Tây. Bước chân miền Tây.
Rồi nhớ chưa, bước chân miền Tây nha. Bye bye, bye bye. Bye bye. À, quay hai cô bé ở đây nãy giờ thiếu sót nè. À, cho đủ chứ, lên coi phim rồi gắn lên. Nhưng cho kiếm ra mình mà. Mình phải quay cho đủ chứ. Đâu có quay thiếu được. Rồi, tạm biệt. Không có tay không có tay để uống, không uống ly là bị phạt đúng không? Là phát nước suối. Suối lạnh đi cô chú ơi, tiếp cô uống suối đi cô. Nắng quá, mặc dù cái nắng oi bức nhưng các em vẫn làm việc từ thiện rất là tuyệt vời. Hôm nay bao nhiêu tuổi rồi bạn? 72 ha. Ở con chào ngoại. Dạ, con ở An Giang, Châu Phú. Châu Phú hả? Dạ. Đây ở Châu Thành. Dạ, ở Châu Thành. Ngoại đi ngoại đã được mấy ngày ngoại? Mới bữa đầu. Bữa đầu ngày mơi nữa. Dạ. Mặc dù nắng nôi nhưng ngoại vẫn đi ngồi đãi rất là nhiệt tình. Sáng giờ ngoại cuộc cái này nhớ bao nhiêu bọc không? Đâu quá. Nhớ không nổi ngoại. Mình cho chai nữa. Quá nhiều đi. Là chung một đoàn của mình hết hả ngoại? Dạ. Hello em gái nè, quá tuyệt vời luôn. Đây nè. Em ơi, em gọi đi. Rồi, con chào ngoại luôn nha, chúc ngoại sức khỏe nha. Chúc ngoại sức khỏe, bye bye ngoại. Sức khỏe luôn. Ồ, khu vực phía sau này, cổng sau này quá đông rồi. Như là tí nữa, như có mũi lăn hay gì á. Rồi, có chim phụng nè. Như vậy là đoàn cổ hoa diễu hành cũng rất là hoành tráng lợi nha. Không thua kém gì đại lễ 18 tháng 5. Quay một cái là lấy một cái bảo quay hết cuối rồi mọi người. Xin chào. Chào nha. Năm ngoái gặp đây gặp nữa phải không? Năm ngoái sao cắt? Năm nay dễ thương hơn à. Cái anh là tên tên vậy? Bước chân miền Tây với bến quê miền Tây. Rồi giới thiệu coi mấy cô gái đến từ đâu. Xã Tân Long hả? Dạ, mấy em là bên huyện Tâm Nông qua đây phải không? À, huyện Tâm Nông, Đồng Tháp. Tâm Nông, Đồng Tháp luôn. Vì là bên Tràm Chim phải không? Dạ, đúng rồi anh. À. Mấy em đang có một tiệm salon lớn ở bên huyện Tâm Nông đó anh. Bà nội salon Tháp là mọi người biết à. À. Quảng cáo salon luôn. À, quá. Nắng nôi rồi mấy em vẫn tiếp đại rất là nhiệt tình. Quá tuyệt vời. Nắng quá Hồng đi không kéo cổ chàng. Rồi, chào mấy em nha. Chúc sức khỏe. Chào, bye bye cả nhà mình nha. Chào, bye bye. Bye bye. Nhóm đó nhỏ ra, tôi giới thiệu cho hết luôn đi chơi gọi. Này mua luôn cái này nữa rồi mẹ ơi. Trong đây để món gì đây? Trà đường anh ơi. À, trà đường hả? Dạ. Anh Di dùng một ly trà đường anh Di. Em gái còn đi học không? Dạ còn, đi học lớp 12. Rồi, học lớp 12. Trà đường chú ơi. Năm nào em cũng đãi hết hả? Dạ có năm nay, mấy năm kia. Năm kia còn đi học đúng không? Dạ.
quá tuyệt vời luôn. Luôn chúc em sức khỏe nha. Ở Phú Tân. Ở Phú Tân. Dạ. Rồi. Phú Tân mà đây, ở thị trấn Phú Mỹ luôn hay gì? Dạ đúng rồi. À vậy là trong đây có mấy bạn nhóc ở trơn luôn nè. Hello. Hello. Chào cô chú anh chị ơi. Phú Tân. Chà đường. Này chắc chung chung bạn mấy bạn chắc chung trường nhau hết hả? Dạ khác trường đó, nhưng mà đi chung đó. À năm nào em cũng đãi luôn hả em gái? Dạ tùy. Mới đãi năm nay à. À. Giờ trong ngày lễ mình đãi thì mình thấy cảm giác của mình thấy sao nè em gái, chia sẻ cho anh biết coi. Dạ thấy vui, thấy hạnh phúc như là mình chia sẻ gì đó với người ta á. À giống như mình mang cái niềm vui đến cho cộng đồng đúng không? Dạ. À cảm ơn em. Và em gái thì sao? Em đến từ đâu? Dạ, ở đây luôn. Ở đây là ở An Hòa Tự phải không? Ở An Hòa Tự thiệt hả? À, em gái trả lời thiệt mà, ở An Hòa Tự. Sao rồi cảm giác em cũng giống như bạn bên đây không? Dạ giống. Giống là sao? Nhắc lại coi thuộc bài không? Vui với lại ý nghĩa. À. Thôi, anh hỏi thằng em là ở An Hòa Tự luôn hả? Hay là ở huyện Phú Tân? Dạ, thì cũng ở đây anh, nhà bạn sát bên à, nhà em cũng sát bên luôn. À, có nghĩa là nhà bạn kế bên An Hòa Tự. Dạ. À, nãy giờ anh cứ nghĩ em ở trong chùa An Hòa Tự. Vậy là nhà kế bên An Hòa Tự. Rồi, chúc những cô gái tuyệt vời của tương lai nha, chúc em luôn thành công trong cuộc sống nha. Và luôn luôn vui vẻ làm những công việc tốt như thế này. Rồi, chào mấy em. Bye. 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 Có bạn em bên đây luôn, quá tuyệt vời luôn nha. Hình ảnh đẹp cần phải phát huy. Chào tạm biệt. Thường không? Nắng thì nắng nhưng vẫn bưng nhiệt tình. Dễ thương vô cùng. Không ngại nắng mà. Rồi cảm ơn em gái. Rồi cảm ơn nha. Khu vực đây cũng chính là cổng ra, cũng chính là cổng vào của An Hòa Tự luôn. Khu vực này bà con buôn bán rất là nhiều thì có lẽ thì Bức Tranh Miền Tây sẽ khép lại video ở đây. Và hẹn tập tiếp theo tiếp tục cập nhật tình hình cũng như đại lễ 25 tháng 11 âm lịch hàng năm. Kính chúc cô chú anh chị và các bạn sức khỏe, dồi dào và đi lễ hoặc là an vui. Đặc biệt hãy nhớ cẩn thận. Rồi, Bức Tranh Miền Tây tạm biệt và hẹn gặp lại những tập sau. Nhớ ủng hộ Bức Tranh Miền Tây là cho Bức Tranh Miền Tây một cái đăng ký kênh nha. Và một like, một bình luận. Bye bye tất cả mọi người.